Rõ ràng là nếu mà anh chỉ có một sản phẩm thì cái bài toán vận chuyển nó không phải là cái câu chuyện khó khăn. Tại vì nếu mà tôi thấy là anh vận chuyển một một thì có nhiều khả năng là nó đang đồng tốc, và như vậy tôi có khả năng tôi kết hợp hai công đoạn vào nhau. Trên thông thường ấy, đã sinh ra vận chuyển thì thường là nó lại có cái câu chuyện nữa, đấy là mất cân bằng, không đồng tốc và tồn kho. Tại vì bản chất của vận chuyển trong phần lớn các trường hợp là chúng ta vận chuyển từ khu tạm trữ này đến khu tạm trữ khác, và từ đấy nó đi đến cho chúng ta cái lãng phí thứ năm, đấy là lãng phí về tồn kho. Tồn kho, ví dụ như chúng ta bảo ở đây chúng ta có các cái tồn kho ở trên giá này, thì thông thường chúng ta có những cái trường hợp là tồn kho đối với nguyên liệu, tồn kho đối với bán thành phẩm, tồn kho đối với thành phẩm, đúng không? Thế thì người ta nói như này, các cái nguyên vật liệu bán thành phẩm và thành phẩm mà nhiều hơn những cái gì cần thiết ngay bây giờ để mà thỏa mãn nhu cầu khách hàng là coi như lãng phí tồn kho. Như vậy giả sử như là cái khách hàng người ta cần giao hàng 1.000 sản phẩm một ngày, 1.000 là mức này. Thế thì nếu mà ngày nào tôi cũng giao hàng thì về nguyên tắc bình thường nó thấy rằng là tồn kho nó sẽ chạy như này, sau khi tôi giao hàng xong thì tồn kho nó sẽ về không. Sau đó trong một ngày tiếp theo tôi sản xuất nó lên thì nó sẽ lên 1.000. Sau đó tôi giao 1.000 đi nó lại về không. Sau đó ngày sau tôi lại sản xuất nó lại lên 1.000. Đấy là trong trường hợp chúng ta không phải buffer gì cả, chúng ta không phải dự phòng gì cả. Thì về lý thuyết nó chạy như vậy. Nếu thế thì tất cả các sản phẩm và mỗi một thời điểm một cái sản phẩm nó tương ứng với cái giá trị ở trên cái đường của tôi từ 0 lên 1.000 trong vòng 24 tiếng này. Đấy là cái mức cần thiết. Nhiều hơn cái mức đấy là không cần thiết, nhiều hơn cái mức đấy là vấn đề tồn kho. Vâng. Thế tất nhiên là khi đó chúng ta sẽ phải có cái câu chuyện về dự phòng cho cái câu chuyện về bất thường các thứ này kia, xem là chúng ta dự phòng ví dụ như là một ngày giao hàng hoặc là 1,5 ngày giao hàng hoặc là bao nhiêu đấy. Như là đấy là cái câu chuyện về tồn kho. Chúng ta có cái câu chuyện nữa là đấy là với thành phẩm, với nguyên liệu. Nguyên liệu thì chúng ta cũng theo nguyên tắc là giả sử như là nếu mà nhà cung ứng người ta giao cho chúng ta một tuần một lần thì người ta giao xong người ta giao xong thì nó lên như thế này, và sau đó chúng ta sử dụng dần thì nó hết, và đúng một tuần sau nó sẽ về không. Sau đó người ta lại giao hàng nó lại lên cái mức tối đa xong nó lại về không. Thế nếu mà theo lý thuyết thì tại mỗi một thời điểm nào đấy mà khi tôi nhìn vào cái đường chéo này và tôi gióng nó lên thì cái số lượng nó bằng cái đó là số lượng phù hợp nhiều hơn là lãng phí. Và khi chúng ta nhìn vào đấy chúng ta thấy rằng là đối với câu chuyện của nguyên vật liệu và thành phẩm thì tồn kho nó phụ thuộc vào cái câu chuyện của giao hàng. Chu kỳ giao hàng càng ngắn thì tồn kho nó càng ít, chu kỳ giao hàng càng dài thì thời gian thì tồn kho nó càng nhiều, phải không? Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là anh dự phòng, khi mà cái hoạt động sản xuất của anh và khả năng cung ứng của anh nó càng ổn định bao nhiêu thì nhu cầu dự phòng của anh nó càng thấp bấy nhiêu. Chúng ta có món thứ ba, đấy là câu chuyện về tồn kho bán thành phẩm, nghĩa là tồn kho giữa công đoạn sản xuất. Giả sử như là tôi có may thì tôi cắt, sau đó rồi tạo ra bán thành phẩm, cắt xong rồi đưa may may xong rồi có bán thành phẩm may đưa ra hoàn thiện đóng gói, đưa vào dập dập xong rồi ra các chi tiết, sau đó đưa vào tồn kho đưa vào hàng hàng, sau đó rồi có khi là để đấy để chuyển ra kiểm chẳng hạn. Đấy là câu chuyện của tồn kho bán thành phẩm. Thì khi mà chúng ta có các công đoạn mà nó không đồng tốc và nó không được kết nối với nhau thành một dòng chảy thì nó sẽ tạo ra các cái điểm tồn kho như vậy. Thì chúng ta có các cái loại tồn kho khác nhau, và ở mỗi một cái vị trí và công đoạn đấy thì về nguyên tắc thì tồn kho nó đều được xác định bởi ba cái thành phần. Một là tồn kho chu kỳ. Tồn kho chu kỳ là cái tôi vừa nói đấy, ví dụ như là anh giao hàng một ngày mà 1.000 thì như vậy tối đa anh tồn kho là 1.000, và tối thiểu là không, anh đi theo cái đường chéo lên như thế này thì đấy là đường chéo như thế này là đấy là không đến 1.000. Đấy là tồn kho chu kỳ. Tương tự như vậy, giả sử như là ở cái vị trí sản xuất, nếu anh cấp hàng vào cho tôi một tiếng một lần và một tiếng đấy theo cái cycle time của tôi là tôi cần 60 sản phẩm, tôi có thể làm 60 sản phẩm. Thế về lý thuyết là một tiếng tôi sẽ lấy hết 60 cái linh kiện, thì tương ứng với nó là anh sẽ cấp vào tôi 60 linh kiện. Hết một tiếng đấy tôi sẽ đưa cái số linh kiện đấy về không ở vị trí của tôi và anh lại cấp 60 linh kiện. Thì đấy gọi là tồn kho chu kỳ.
tôi cần 60 linh kiện để tôi có thể duy trì được cái hoạt động sản xuất đấy cho đến cái kỳ anh cấp hàng tiếp theo. Thế bên cạnh cái tồn kho chu kỳ đấy, chúng ta còn có tồn kho đệm. Tồn kho đệm nó giúp cho chúng ta thích nghi được với cái biến động trong quá trình về dự báo cũng như là nhu cầu, cũng như là vấn đề về sản xuất. Ví dụ như là tôi tính là 60 phút anh cấp hạ 60 phút anh cấp hàng tôi một lần thì anh chỉ cần cấp cho tôi 60 sản phẩm thôi, tại vì là tôi sẽ làm một phút một sản phẩm. Nhưng mà có thể là trong cái quá trình anh cấp hàng đấy nó có các biến động và anh không thể cấp được cho tôi đúng 60 phút. Nó có thể là dao động trong khoảng C 5 đến 10%, đến 10% là 6 phút. Như vậy tôi cần dư ra 6 sản phẩm. Hoặc là tôi có thể làm cái bản thân cái năng suất của tôi nó có thể biến động trong khoảng 5%. Như vậy có nghĩa là nó có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn 5% mà nó vẫn nằm ở trong cái khoảng mà tôi cho là chấp nhận được. Thì như thế có thể là trong một giờ tôi sẽ không phải là 60 sản phẩm, tôi có thể hoàn thành được đến 63 sản phẩm, nghĩa là nó dương 5%. Thì khi đó tôi cần đánh giá được cái biến động đấy để tạo ra cái mức về vấn đề về tồn kho đệm. Sản xuất thành phẩm cũng thế, chúng ta sẽ tính tồn kho đệm dựa trên vấn đề về biến động. Và chúng ta có cái thứ ba đấy là tồn kho an toàn. Tồn kho an toàn đấy là chúng ta tính tồn kho để chúng ta dự phòng cho các cái vấn đề về sai lỗi. Tôi lấy ví dụ, giả sử như là chúng ta nói về tồn kho bán thành phẩm thì tôi thiết kế ở cái vị trí đấy là cấp hàng và cho tôi là 1 tiếng một lần, mỗi một tiếng là tôi sản xuất ra 60 con linh kiện, tôi sử dụng 16 cái sản phẩm, tôi sử dụng 60 con linh kiện. Thế về lý thuyết đúng ra là tôi chỉ cung cấp cho anh một giờ là 60 sản phẩm, 60 linh kiện thôi. Nhưng mà tại vì cái chất lượng của linh kiện đầu vào ấy, nó không phải là đảm bảo là 100%. Có thể là nó bị sai lỗi say ví dụ 1%. Như vậy nếu mà anh cứ cấp cho tôi 100 linh kiện đầu vào thì có thể là có một cái linh kiện nó hỏng tôi không sử dụng được. Thế thì một cái linh kiện nó không sử dụng được ấy là nó tương ứng với của tôi là 1 phút. Như vậy nếu anh cấp cho tôi 60 con linh kiện mà chẳng may mà có một con linh kiện nó hỏng thì như vậy có nghĩa là tôi chỉ có 59 linh kiện để sử dụng thôi. 59 linh kiện sử dụng nó chỉ tương ứng với 59 phút. Nếu mà 60 phút anh mới cấp hàng tôi một lần thì như vậy tôi sẽ phải chờ đi lại 1 phút. Thì khi đó anh sẽ phải thiết kế cái tồn kho ở đấy để nó thích nghi với các cái vấn đề về chất lượng như thế. Như vậy nó có 3 yếu tố. Một là câu chuyện của chu kỳ, bao lâu anh cấp hàng một lần, bao lâu anh nhập hàng một lần, bao lâu anh xuất hàng một lần. Thứ hai là cái vấn đề về biến động về cầu và biến động về cung. Ví dụ chúng ta nói về tiếp vận chẳng hạn, đấy là biến động về cung. Chúng ta nói về năng suất của cái vị trí thao tác đấy chẳng hạn, đấy là biến động về cầu. Với khách hàng cũng thế, nếu mà cái họ yêu cầu cấp sớm hơn hoặc là nhiều hơn, đấy là biến động về cầu. Thế còn nếu chúng ta có các vấn đề bất thường đối với các sự cố về chất về 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 thiết bị các thứ chẳng hạn thì đấy là sự cố về cung. Và cái thứ ba đấy là dự phòng về an toàn cái sai lỗi chất lượng. Sai lỗi chất lượng thì chủ yếu là đến từ câu chuyện về về cung. Thế thì chúng ta hình dung như này, cái tồn kho nó gắn với cái gì? Tồn kho cái đầu tiên chúng ta hình dung là nó gắn với cái câu chuyện chúng ta dễ nhìn thấy nhất, đấy là tồn kho là tồn tiền. Tại vì trong kế toán chúng ta biết rằng là vật tư nguyên vật liệu bán thành phẩm đấy nó được xếp vào dạng là tài sản, và cái đấy thậm chí là nó còn được xếp vào cái diện là tài sản lưu động. Nó chỉ có kém cái tính, chỉ có kém so với tiền thôi. Thế cho nên khi mà chúng ta càng tồn kho bao nhiêu thì chúng ta càng tồn tiền bấy nhiêu, và khi chúng ta tồn tiền như vậy thì cái nhu cầu của dòng tiền chúng ta tăng lên và cái quá trình lưu chuyển của chúng ta nó thấp đi, chi phí sử dụng vốn nó tăng lên. Đấy là vấn đề thứ nhất, chúng ta dễ nhìn thấy nhất. Vấn đề thứ hai là khi chúng ta tồn kho thì như vậy chúng ta phải có chỗ chúng ta để cho nó. Khi chúng ta có chỗ để như vậy nó chiếm diện tích của chúng ta, không gian của chúng ta, nó chiếm công cụ dụng cụ giá kệ của chúng ta. Và khi chúng ta thiết kế ra cái nhà xưởng, chúng ta đã quy hoạch mặt bằng của nó rồi, nếu mà nó nhiều quá như vậy nó dẫn đến chuyện là không có chỗ để, còn nếu không thì nó sẽ làm cho hiệu suất sử dụng nhà xưởng của ta rất là thấp.
Cái thứ ba đấy là khi tồn kho như vậy thì nó dẫn đến câu chuyện là tồn vấn đề lỗi chất lượng. Tại vì cái chu trình giữa cái việc về tạo ra chất lượng, tạo ra sản phẩm và phản hồi với chất lượng nó bị kéo dài ra. Cái thời điểm người ta nói rằng là cái người tốt nhất để có thể phát hiện ra vấn đề về chất lượng chính là khách hàng. Cho nên nếu cái sản phẩm nó hết ở công đoạn thứ nhất mà nó được đưa nhanh chóng đến cái công đoạn tiếp theo nó sử dụng, thì như vậy nó sẽ có cơ hội rất là tốt và rất là sớm để phát hiện ra các vấn đề chất lượng. Nhưng mà khi càng tồn kho bao nhiêu thì cái việc đấy nó được chuyển đến cái nơi sử dụng tiếp theo càng chậm bấy nhiêu, cái thời điểm phát hiện ra vấn đề bất thường nó càng lâu bấy nhiêu và cái nguy cơ về cái số lượng bị ảnh hưởng nó càng lớn bấy nhiêu. Cho nên khi chúng ta các đơn vị mà chúng ta có tồn kho nhiều thì chúng ta hay có các cái trường hợp mà có các cái sự cố về chất lượng mà bị ảnh hưởng với số lượng rất là lớn. Và trong nhiều trường hợp khi tồn kho mà chúng ta không nhìn ở quản lý, chúng ta không nhìn nó một cách tổng thể thì tình huống nó trở nên thê thảm rất là nhanh. Ví dụ như là tôi đến với công ty khi làm việc với các bộ phận, ai cũng bảo rằng là chỗ chúng tôi chỉ có tồn kho có 2 ngày thôi, 2 ngày là bán thành phẩm. Nhưng mà cái công ty đấy tổ chức sản xuất theo kiểu job shop, nghĩa là cái xưởng chức năng mà để hoàn thành những một sản phẩm nó cần đến chạy qua đến 8 công đoạn. Thì chúng ta hình dung rằng là 8 công đoạn mà bác nào cũng 2 ngày thì nhanh chóng nó sẽ lên 16 ngày. Đấy không? Và cộng thêm với nguyên liệu với thành phẩm nữa thì cả cái lead time của nó sẽ dài khủng khiếp. Trên tồn kho là một trong cái vấn đề mà về mặt chất lượng và về mặt hiệu suất của cái hệ thống hạ tầng là thê thảm nhất, đặc biệt là vấn đề về chất lượng. Nếu mà các công ty sản xuất chúng ta nhìn vào cái tồn kho ở bán thành phẩm và tồn kho trên truyền ấy, mà cái lượng tồn kho đấy nó tính ra bằng vài ngày sản xuất, thì tôi chưa thấy công ty nào mà đạt được mức chất lượng tính bằng phần nghìn. Tất cả các công ty mà tồn kho ở mức tồn kho bán thành phẩm tính bằng đơn vị ngày sản xuất thì thông thường là sai lỗi chất lượng cũng phải tính bằng phần trăm. Còn các đơn vị mà có sai lỗi chất lượng tính bằng phần nghìn và tính là PPM thì trong những trường hợp đấy đều là các công ty mà phải có hệ thống sản xuất được thiết kế theo dạng dòng chảy đơn chiếc và liên tục, với cái câu chuyện về tồn kho nó phải rất là nhỏ và cái lead time từ lúc mà xuất nguyên liệu cho đến khi mà nhập thành phẩm nó phải rất là ngắn. Đấy là cái câu chuyện liên quan đến vấn đề về tồn kho. Và liên quan đến cái phần đấy